và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn ngày mới nhiều năng lượng, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 0377304018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay, Biển Xanh lại tiếp tục có mặt trong khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, nằm ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 của xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với trung tâm Sài Gòn, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km. Hôm nay Biển Xanh ở đây để chia sẻ đến quý anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm kỳ gửi mới để quý anh chị có thể mua xây nhà để ở, mua an cư lập nghiệp cũng như đầu tư sinh lời thay đổi cuộc sống quý anh chị nhé. Vị trí ngày hôm nay nằm ở ngay khu vực rất là đông đúc, nhà cửa dân sinh, gần quỹ đất xây trường học, gần nhiều công viên và gần quỹ đất để xây bệnh viện. Vị trí của chúng ta ngày hôm nay là một lô đất hướng Nam, có diện tích là ngang 4 và dài là 18, tổng diện tích trên sổ là 72m², đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng có sẵn, pháp lý minh bạch rõ ràng, ngang 4, dài 18, 72m². Vị trí của chúng ta là một lô hướng Nam, có lòng đường nhựa rộng 8m, vỉa hè là 3m, dân cư đông đúc. Và lô đất ngày hôm nay thì rất là sáng và đẹp, chủ đất đang cần tiền bán gấp với giá là 1.320.000.000, bao thuế phí công chứng sang tên. Chạy thẳng về phía trước chính là khu vực cổng số 2, quỹ đất xây trường học. Và ở cổng số 2 thì rất là nhiều tiềm năng, đã có quy hoạch của nhà nước, con đường động lực mở rộng 30m, nối liền từ khu nghiệp Tân Đô, Tân Đức, Hải Sơn, chạy dài qua khu vực này và lên tới khu vực 900 hectare của tập đoàn Vingroup quý anh chị nhé. Ngang 4m và dài là 18m, tổng 72m², quý anh chị xây nhà lên để ở, xây nhà để bán thì cũng rất là đẹp và vừa túi tiền, chỉ có 1.320.000.000 mà thôi là giá bao toàn bộ thuế phí công chứng sang tên. Biển Xanh cam kết là không phát sinh bất cứ một chi phí nào nữa. Như trên màn hình ống kính camera, quý anh chị thấy một lô đất rất là sáng sủa và đẹp quý anh chị nhé. Vị trí cực kỳ là đẹp, ngang 4, dài 18, hướng Nam, thổ cư 100%, sở hữu lâu dài vĩnh viễn, tọa lạc ngay trong khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh. Khu vực này thì không khí vô cùng là trong lành và mát mẻ, quý anh chị về đây sinh sống an cư lập nghiệp có khi là còn trẻ ra cả 10 tuổi đó quý anh chị, bởi vì nó không bị ô nhiễm. Dự án mới hình thành là khoảng 5 năm nhưng mà mật độ dân sinh đã vào đây xây nhà để ở sinh sống lên đến hơn 40% rồi, chứng tỏ đây là một dự án khá là thành công của công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Cát Tường Group. Tổng dự án là 107 hectare và vẫn còn đang tiếp tục mở rộng thêm 49 hectare nữa, cho nên đây là một nơi rất là đáng để chúng ta sinh sống, an cư cũng như là đầu tư sinh lời, đáng đồng tiền bát gạo quý anh chị nhé. Ở khu vực huyện Đức Hòa này thì có vô cùng là nhiều các cụm và khu công nghiệp lớn nhỏ, do đó chúng ta vào đây sinh sống, an cư lập nghiệp thì mình xin công ăn việc làm, đi làm trong những công ty, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp ở huyện Đức Hòa này thì cũng rất là dễ dàng. Do đó quý anh chị hãy nhanh tay sở hữu cho mình một vị trí, một lô đất ngay tại khu đô thị Cát Tường Phú Sinh này. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều sản phẩm giá rẻ mỗi ngày nhé.